Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 11, trang 103, 104. Chính tả. Một nhỏ nghe viết. Thì bắt đầu từ hôm nay cô sẽ đọc chính tả cho các em nghe và các em sẽ viết theo. Để cho các em có thể rèn luyện được cái phần viết chính tả của mình. Rồi bây giờ cô sẽ đọc cho các em biết. Luật bảo vệ môi trường. Luật bảo vệ môi trường. Xuống dòng. Điều 3 phẩy khoản 3. Điều 3 phẩy khoảng 3. Xuống dòng. Mở ngoặc kép. Hoạt động bảo vệ môi trường. Hoạt động bảo vệ môi trường. Hoạt động bảo vệ môi trường. Đóng ngoặc kép. Là hoạt động giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp. Là hoạt động giữ cho môi trường trong lành phải sạch đẹp. Là hoạt động giữ cho môi trường trong lành phải sạch đẹp. Chấm phẩy. Phòng ngừa phải hạn chế tác động xấu đối với môi trường. Phòng ngừa phải hạn chế tác động xấu đối với môi trường. Phòng ngừa phải hạn chế tác động xấu đối với môi trường. Phải ứng phó sự cố môi trường. Phải ứng phó sự cố môi trường. Ứng phó sự cố môi trường. Chấm phẩy. Khắc phục ô nhiễm phải suy thoái. Chấm phẩy. Khắc phục ô nhiễm phải suy thoái. Chấm phẩy. Khắc phục ô nhiễm phải suy thoái. Phải phục hồi và cải thiện môi trường. Phục hồi và cải thiện môi trường. Phục hồi và cải thiện môi trường. Chấm phẩy. Khai thác phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Chấm phẩy. Khai thác phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Khai thác phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Chấm phẩy. Bảo vệ đa dạng sinh học. Bảo vệ đa dạng sinh học. Bảo vệ đa dạng sinh học. Chấm.
bảo vệ đa dạng sinh học chấm. Như vậy thì các em đã vừa nghe và viết bài chính tả. Thì ở đây có phần tiếp theo, đó là phần giải thích từ. Sự việc hoặc hiện tượng bất thường và không hay xảy ra trong một quá trình hoạt động. Như vậy thì cái phần chính tả này các em nghe cô viết vào vở nháp, rồi sau đó các em sẽ kiểm tra lại xem mình có lỗi chính tả, có sai lỗi chính tả ở chỗ nào thì các em sẽ sửa lại. Rồi tiếp theo là câu số 2. A. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu L hay N. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó. Lắm, nắm, lấm, nấm, lương, nương, lửa, nửa. Ví dụ, thích lắm nắm cơm. Thì từ những cái tiếng ở câu số 2 này, tức là đề bài yêu cầu các em là từ những cái tiếng đã cho ở trên cái bảng ở trên đây, thì các em hãy tìm cái từ ngữ có chứa các tiếng này. Thì ở đây có một ví dụ, ở đây là từ lắm đi, là thích lắm nè. Rồi nắm thì có là nắm cơm. Đó, thì các em sẽ tìm các từ ngữ chứa các tiếng đó thành một cặp như thế này, giống như ở ví dụ ở trên đây. Thì một số cặp từ ngữ đó là nhớ lắm, nắm tay, lắm tắm, nắm rơm, tiền lương, nương rẫy, ngọn lửa, một nửa. Đó, thì các em sẽ tìm các từ ngữ chứa các tiếng ở trên cái bảng cho ở đây. Tương tự ở câu B. Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối N hay ng. Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó. Tranh, trăng, dân, dân, răng, răng, lượn, lượng. Ví dụ, tranh trở, ánh trăng. Tranh trở, ánh trăng. Thì các từ ngữ chứa các tiếng đó là tranh trở, ánh trăng, dân làng, hiến dân, răng dạy, cái răng, uốn lượn, khói lượn, uốn lượn, khói lượn. Rồi tiếp theo câu số 3. Thi tìm nhanh. A. Các từ lấy âm đầu N. Ví dụ, náo nức. B. Tìm các từ gợi tả âm thanh có âm cuối ng. Ví dụ, oan, oan. Thì các em sẽ làm theo cái đề bài yêu cầu. Thì câu A, từ lấy âm đầu N như là nà ná, nai nịt, nài nỉ, năng nỉ, nao nao, náo nức, nắc nẻ, năng nổ, nào núng, nỉ non, nằng nặc, nôn nao, nết na, nặng nề, nức nở, nấn ná, nõn nà, nâng niu, nơm nớp, nể nang, vân vân. Tiếp theo câu B, từ gợi tả âm thanh có âm cuối là ng. Lòng con, bong bong, loãng xoảng, len keng, sang sản, đùng đoàn, ăn ẵn, vân vân. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.